Cây giống đưa ra vườn ươm đã qua gần một năm nay, nhưng đạt được sức sống cao, phát triển tốt và đặc biệt là tỷ lệ thành công từ 70 đến 80%. Đây là tỷ lệ rất cao trong quá trình chuyển hóa kết quả từ phòng thí nghiệm ra ngoài vườn ươm. Thành công bước đầu trong việc hoàn thiện quy trình trồng sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô là cả quá trình nghiên cứu sáng chế không ngừng trong suốt 4 năm của Thượng tọa Thích Huệ Đăng. Theo Thượng tọa, kỹ thuật trồng sâm Ngọc Linh không khó, điều quan trọng nhất là sự khổ công bám sát theo dõi đặc tính sinh trưởng của cây để có sự điều chỉnh cách trồng phù hợp. Cây sâm Ngọc Linh nó đòi hỏi một cái quy trình rất ngặt nghèo. Cái loại này có lá, củ lớn, có rễ thì trồng nó đương nhiên nó sống. Còn cái này nó không lá, không rễ, tại vì cái hột của nó trên cây sâm nguyên thủy nó ương bằng hột. Hột rồi nó ra mầm, mầm ra lá rồi nó mới lớn được. Mà cái này nó không có rễ nè, mà không có lá nè. Bây giờ mình phải làm cái giá thể, làm sao cho nó ra rễ, nó ra mầm, ra lá, trồng nó mới sống. Một trong những kinh nghiệm giúp đảm bảo tỷ lệ sống cho cây sâm nuôi cấy mô khi trồng ra vườn chính là khâu chuẩn bị cây giống. Theo quy trình, thời điểm thích hợp nhất để xuất cây giống ra khỏi phòng nuôi cấy mô là khoảng 6 đến 7 giờ sáng, bởi đây là lúc tốt nhất để cây thích nghi với điều kiện môi trường bên ngoài. Cây giống sau khi đưa ra khỏi phòng nuôi, nhanh chóng được phân loại và xử lý sát khuẩn bằng cách ngâm với dung dịch anolit, loại dung dịch được tạo thành từ hỗn hợp muối pha loãng với nước và cho qua máy điện phân. Sau khi ngâm khoảng 10 phút, cây được rửa lại bằng nước sạch để chuẩn bị đưa ra vườn trồng. Không như các loại rau hoa giống, phát triển đồng đều và cho rễ hoàn thiện trong giai đoạn nuôi cấy mô, công đoạn tạo rễ cho cây sâm Ngọc Linh lại hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện ươm nuôi ở vườn trồng. Trồng buổi chiều thì nó qua một đêm, nó có cái sự mát. Mà ở đây cứ dùng phun sương thì tưới nó mát. Thì nó qua tới bữa sau, cái môi trường ở đây nó thích hợp. Nên cái lá nó không có héo. Đó là trồng buổi chiều. Còn nếu mà trồng buổi sáng thì mùa này mùa nắng là rụng lá. Mùa này là mùa rụng lá của cây sâm Ngọc Linh ở trên núi Ngọc Linh. Mình đảo ngược trở lại trong buổi chiều nó mát. Thì nó mát là ngày mai thì cái lá nó không có rụng. Đó là một cái bí quyết nhà nghề của cây sâm Ngọc Linh. Chọn giá thể thích hợp cho từng loại cây giống là mấu chốt quyết định tỷ lệ sống của sâm sau khi đưa ra bên ngoài trồng. Nhiều năm cùng Thượng tọa Thích Huệ Đăng nghiên cứu, hoàn thiện quy trình trồng sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô, đã giúp cho kỹ thuật viên Trần Thanh Tùng thành thạo trong việc tạo ra giá thể thích hợp với mỗi loại sâm con. Theo đó, những cây có lá và đầu mầm hoàn chỉnh được chọn trồng vào giá thể vỏ cà phê trộn lẫn với đất mùn. Điều chú trọng nhất là trồng vào cái giá thể này với cái cây có lá và có rễ và có mầm như thế này. Thì chúng ta nên, cái thứ nhất là không được để cho cái đất nó phủ lên cái mầm rễ nhỏ này. Đấy. Cái thứ hai là cái lá luôn luôn giữ thẳng lên, không cho nó ngả xuống dưới đất. Để khi nó chạm mặt đất thì nó sẽ dẫn đến thối lá, nó sẽ không quang hợp được ánh sáng. Cái thứ ba nữa là cái rễ này ta không để cho nó gấp khúc. Đấy. Và ta sẽ giải nó ra theo đúng cái chiều nó mọc xuống dưới đất và sau đó ta phủ đất lại để phòng sau này cái tán lá nó rộng, nó không chạm vào nhau của giữa các cây, thì ta nên trồng khoảng cách nhau khoảng 20 cm. Riêng đối với những cây sâm không có lá chỉ có đầu mầm, giá thể trồng được rải trộn thêm cát non trên bề mặt để đảm bảo độ thông thoáng, kích thích cây nhanh tạo rễ. Cát là chủ yếu, là cái thứ nhất nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là giữ vệ sinh, tức là không cho cái loại côn trùng nào nó xâm nhập được vào cái củ sâm.
Cái thứ hai nữa là nó kích thích ra rễ. Và ươm mầm này thì nó có một cái là cần chú trọng là nó có ba cái. Cái thứ nhất là cái mầm sinh trưởng, cái thứ hai là cái thân củ, và cái ba là cái rễ. Thì làm sao mà mình khi đưa từ trong phòng cấy ra mình đừng làm tổn thương nó, thì mình trồng xuống thì nó có kết quả. Đấy. Và sau khi mình trồng xuống rồi thì mình quan trọng nhất là không để cái cát nó chùm lên cái đầu mầm thì nó sẽ không không nảy trồi được. Thế mình chỉ trồng, nguyên tắc trồng là chỉ khoảng 2/3 củ thôi. Đấy. Thế và khi trồng xong rồi thì khoảng 2 đến 3 tháng mình sẽ đưa sang giá thể đất. Khả năng sinh trưởng khá chậm của sâm Ngọc Linh gây nhiều khó khăn trong việc nhân giống trồng sâm ở giai đoạn đầu, thường kéo dài trong khoảng thời gian 6 tháng sau khi gieo trồng. Nhưng trái lại, việc chăm sóc nuôi dưỡng cây trong vườn ươm lại khá đơn giản. Không như các loại cây trồng khác, sâm Ngọc Linh không cần bón phân, thuốc. Loại giá thể vỏ cà phê trộn với đất mùn đủ dưỡng chất cần thiết cung cấp cho cây sâm trong suốt quá trình từ lúc gieo ươm đến khi thu hoạch. Nó không phải giống như cái cây khác. Bón phân nước thì nó sẽ những cái chất cái trong cái củ nó sẽ mất hết. 6 tháng sau khi trồng là thời điểm sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô hoàn thiện khả năng thích ứng với môi trường tự nhiên bên ngoài. Lúc này, công việc duy nhất cần chú trọng chỉ là vệ sinh môi trường giá thể, nhổ bỏ cỏ dại. Việc tưới tiêu bằng máy phun sương được cài đặt theo quy trình tự động để đảm bảo độ ẩm cần thiết. Bây giờ nói rất dễ, qua 6 tháng rồi là mình nhổ mà liền đâu nó cũng sống hết rồi. Bởi vì đặc tính cái này nó có cái sức đề kháng rất mạnh. Bởi vì tại vì sao? Tại khi mình ở trong phòng mô mình không có thể nào mình làm tạo rễ được, mà mình ra mình nó còn yếu á, là mình trồng ra nó chết liền. Vì vậy mình phải tạo rễ nó và tạo mầm nó. Mà khi nó có rễ có mầm rồi thì nó trồng xuống đây nè. Thấy cái rễ nó không? Cái rễ của nó còn nhỏ hơn cái sợi tóc mình đó. Vì vậy mà khi mà cái giá thể làm sao rút lên mà nó đừng có dính đất á, dính cái thì là cái giá thể nó mới tốt được. Đó bây giờ cầm như vậy để ngày mai trồng xuống cũng không chết nữa. Cắn phân nửa trồng xuống cũng không chết nữa.